Xin chào bạn, hôm nay Toàn Thắng Circle giới thiệu cho các bạn về cách so sánh giữa hai dòng xe ATX 610 và ATX 18 với một sự lựa chọn là túi tiền của bạn cỡ 5 triệu thì sự lựa chọn của bạn giữa ATX 18 và ATX 610 model 2016 thì các bạn có thể nghiêng về cái dòng xe nào, thì hôm nay Toàn Thắng Circle sẽ làm một cái video so sánh giữa ATX 18 của thương hiệu của GX và ATX của 610 thương hiệu của Zaon. Những điểm giống nhau về ATX 18 và ATX 610 thì mình sẽ nói trước cho các bạn. Về khung sườn thì ATX 18 làm bằng chất liệu hợp kim nhôm. Cái logo 601 sẽ in trên phần giống đứng của khung sườn, cũng hỗ trợ cho các bạn những chỗ đã lắp những cái linh phụ kiện đi kèm theo xe như chân bung, giá bình nước hoặc là những linh phụ kiện khác, và được bao phủ bởi lớp sơn tĩnh điện. 610 cũng trang bị cho các bạn là khung sườn hợp kim nhôm, cũng muốn cho các bạn là những chỗ để lắp những linh phụ kiện. Phần đuôi sau cũng có thể gắn được ba ga hoặc là chắn bùng, và được bao phủ bởi lớp sơn tĩnh điện cao cấp. Logo của Zaon được chạy dọc theo phần giống bánh của khung sườn. Một điểm giống nhau thứ hai giữa ATX 610 và ATX 18 đó là khi đông, bô tăng và cốc yên, các bạn có thể là nâng cao lên hoặc hạ thấp xuống tùy theo chiều cao của các bạn. Giữa phần cốc yên bằng khó chặt bằng cái khó cốc yên. Khi đông, bô tăng và cốc yên được làm bằng chất liệu hợp kim nhôm, cũng giảm đi trọng lượng của xe. ATX 18 thì cũng giống như ATX 610, cũng trang bị cho các bạn là bô tăng, ghi đông và cốc yên cũng làm bằng chất liệu hợp kim nhôm. Phần cốt yên thì các bạn có thể nâng cao lên hoặc hạ thấp xuống, yên cũng có thể đổ về trước hoặc là đổ về sau tùy theo chiều cao của các bạn, và sao cho các bạn có một tư thế đạp thoải mái nhất. Đó là những điểm giống nhau. Còn về những điểm khác nhau giữa ATX 18 và thương hiệu ATX 610 của thương hiệu Zaon thì mình sẽ nói kỹ hơn. Về bộ rockset chuyển động thì hai bộ chuyển động đều đi bằng thương hiệu Shimano 21 tốc độ. Nhưng đối với bộ chuyển động của ATX 18 thì mang thương hiệu của Malaysia. Bộ viên tốc 37 các bạn có thể tích hợp đạp sao cho những lực đạp của các bạn khác nhau, các bạn dễ dàng di chuyển các bằng clip sao cho phù hợp với lực đạp của các bạn. Rất là nhẹ nhàng. Đối với bộ chuyển động của ATX 610 thì mang thương hiệu của Indonesia, cũng là thương hiệu Shimano nhưng mà sản xuất lắp ráp tại Indonesia. Bộ phận tay bóng đề kèm với tay phanh nó sẽ lớn hơn so với bộ chuyển động của ATX 18. Bộ viên tốc cũng 37, các bạn cũng dễ dàng di chuyển các tầng lip và tầng đĩa sao cho phù hợp với lực đạp của các bạn. Giữa ATX 610 và ATX 18 thì ATX 18 có phần nổi trội hơn. Giữa phần mirror trước và mirror sau của ATX 610 đều làm bằng con bi. Phần trục giữa của ATX 610 thì làm bằng trục của con bi. So về độ chớn và độ bền theo thời gian thì con bi nó sẽ thua xa với ATX 18. ATX 18 thì mirror trước và mirror sau trang bị bằng bạc đạn, và cốt trục giữa cũng sử dụng bằng bạc đạn hai bên. Điều này nó nhằm đảm bảo về tuổi thọ và độ chớn hơn nhiều. Đối với ATX 18 thì trang bị cái phuộc giảm sóc có lóc nhúng hoặc là khói nhúng, các bạn dễ dàng thao tác ở trên phần của cái phuộc và sử dụng bằng lại giảm sóc dầu, tạo ra cái cảm giác rất là êm so với dòng phuộc của ATX 610.
phục của 610 thì ngược lại thua với KV giảm sóc của TX18 sử dụng bằng phục là so và không có lốc điều chỉnh, lốc nhúng và lốc nhúng. TX18 thì trang bị cái tay quay khó chuồng chuồng, các bạn có thể dễ dàng thao tác là tháo bánh xe trước, không cần dụng cụ, các bạn có thể dễ dàng tháo ra và có thể mang đi di chuyển hoặc là đóng thùng. Còn đối với ATX610 thì các bạn phải cần dụng cụ để cho các bạn khi tháo bánh xe, đó là một cái khó 15 xi bằng ốc, cả bánh trước bánh sau đều vậy. Đó là những điểm khác nhau và giống nhau giữa ATX610 và TX18. Nếu mà các bạn thích thương hiệu của Zaren thì các bạn dễ dàng chọn ATX610 với một mức giá là 4.950.000 và có đủ màu sắc và các size ở trong các cửa hàng của toàn thắng Saco. Còn đối với TX18 thì giá của nó lại thấp hơn, mềm hơn là 4.200.000 thì các bạn dễ dàng chọn và nó cũng có đủ kích thước size và màu sắc, nhiều màu sắc phù hợp cho các bạn lựa chọn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Toàn Thắng Saco. Các bạn xin đừng quên hãy nhấn nút like, share và subscribe cho kênh YouTube của Toàn Thắng Saco và comment ở dưới những thắc mắc của các bạn về những dòng xe MTB với một cái mức giá từ 5 triệu đổ xuống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn với những video tiếp theo.